Sáng ngày 24 tháng 10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.724,25 đô la Mỹ một ounce, tương đương 84,67 triệu đồng một lượng. Lúc 11 giờ, giá vàng miếng SCC được các công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý niêm yết cùng một mức, giá mua vào 87 triệu đồng một lượng, bán ra 89 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn như vàng trồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 87,48 triệu đồng một lượng, bán ra là 88,98 triệu đồng một lượng, vượt giá vàng miếng SCC. Đây được xem là điều trái ngược với lâu nay khi giá vàng miếng SCC luôn cao hơn vàng nhẫn, thậm chí mức chênh lệch nhiều thời điểm lên đến 20 triệu đồng một lượng. Về giao dịch trên thị trường, ghi nhận của tuổi trẻ online tại phố Trần Nhân Tông, nơi được xem là phố bán vàng của Hà Nội, nhiều người dân đã chờ mua vàng. Ngay tại vỉa hè, nhân viên các cửa hàng vàng Bảo Tính Minh Châu, Phú Quý đã thông báo cho khách là không bán vàng miếng SCC, vàng nhẫn tròn trơn do hết nguồn hàng. Cửa hàng chỉ mua vào các sản phẩm này. Có cửa hàng còn đặc biển thông báo tạm hết hàng các sản phẩm vàng tích trữ.